Có một câu nói rằng, nghiên cứu gia phả là khoa học, thực hành gia phả là thiêng liêng. Đó cũng là công việc giàu tính nhân văn và mang đậm dấu ấn truyền thống của nhóm những nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả thành phố Hồ Chí Minh. Những người đang miệt mài với công việc lần tìm nguồn cội các dòng họ Việt Nam. Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, liệu đã mấy ai có những phút lắng lại để tự mình đặt câu hỏi? Ông bà tổ tiên của mình là ai? Xưa kia làm gì và sống ở đâu? Thói quen của nhiều người khi hình dung về dòng họ của mình vẫn chỉ là qua lời kể lại của cha mẹ, ông bà, nên thường thì lịch sử dòng họ mà mỗi người hiểu được chỉ cách họ 2-3 đời là hết. Và vì thế mà không phải ai cũng tự giải đáp được tận tường câu hỏi về cội nguồn của mình, trừ khi gia đình họ còn lưu lại những ghi chép lịch sử gia đình hoặc tiểu sử của các thành viên trong dòng họ một cách có hệ thống, hay còn gọi là gia phả. Dựng gia phả cho dòng họ là một vấn đề mới. Đã mới thì mình phải kỳ công để nghiên cứu cái phương pháp làm, cái tiêu chí, cái tôn chỉ mục đích và cái phương pháp làm. Và rất mừng là có giáo sư Mặt Đường, có ông Nguyễn Đình Đầu, có giáo sư Quỳnh Lứa là cái người giúp cho tụi tôi để có được cái tiêu chí, cái mục tiêu. Trong bộ gia phả là cấu trúc thì nó có 3 phần. Một là về phả ký, 2 là về phả hệ, và 3 là ngoại phả, và thêm cái phụ nữa là phụ khảo. Thì khi mà làm cái bộ gia phả này, không phải ai làm cũng được cái phả ký hết. Cái phả ký là phải mình phải đi toàn bộ hết trong dòng họ, nắm được cái nội dung sinh hoạt này kia của dòng họ, truyền thống tốt đẹp của dòng họ. Rồi thì muốn được cái đó là phải nắm phả hệ, muốn biết được cái phả ký thì phải có kiến thức về lịch sử. Từ thời còn ngồi ở giảng đường đại học, ông Võ Ngọc An đã nghiên cứu và thực hiện một luận văn tốt nghiệp về gia phả. Ra trường, học lên cao học sử, rồi trở thành phó giám đốc sở văn hóa thông tin thành phố Hồ Chí Minh. Bao nhiêu năm làm công tác quản lý văn hóa, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu những gì liên quan đến gia phả học. Năm 1992, cùng với sự nhiệt tâm của vài người bạn đồng môn ở lớp cao học sử, ông An chính thức thành lập chi hội nghiên cứu và thực hành gia phả thuộc Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, do các giáo sư Mạc Đường, Nguyễn Đình Đầu, Phan Huy Lê làm cố vấn.
Lúc đầu chi hội có 10 người gồm các nhà giáo, nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu đã nghỉ hưu đến tham gia. Sau đó, ngoài lực lượng này còn có thêm nhiều bạn trẻ là sinh viên các trường đại học. Ngoài ra còn có sự tham gia của các chuyên viên có tên tuổi và có kiến thức ở nhiều chuyên ngành khác nhau như ông Võ Văn Sổ, chuyên viên Hán Nôm, bà Phan Kim Dung, thạc sĩ khoa học lịch sử, ông Thông Thanh Khánh, chuyên gia văn hóa Chăm, ông Nguyễn Thanh Bền, thạc sĩ khoa học nhân văn. Cái trung tâm giáo phả này trước đây đã thành lập rất lâu, và tôi thấy những đồng chí này rất là say mê và rất kiên trì. Và cái giáo phả này, cái trung tâm này cũng đã có một sự nối tiếp với một trung tâm giáo phả lớn nhất của thế giới, là trung tâm giáo phả học ở Salt Lake City, bang Utah của Mỹ. Khi tôi sang Mỹ, sang Utah, người ta mời trung tâm giáo phả thế giới, thì anh Võ Ngọc Ao với anh Bền giao cho tôi mang đôi đôi mười mấy cuốn xem. Thì họ nhìn mười mấy cuốn này, họ rất là ngạc nhiên. Mà hiện nay trong cái gia phả, cái hồ sơ gia phả ở Việt Nam mình chỉ có đâu khoảng hơn chục bộ thôi. Trung Quốc được 500 bộ, còn các nước nhiều lắm. Và họ rất ngạc nhiên, và tôi đã tặng lại cho họ. Rất tiếc là không biết họ có đọc được tiếng Việt không. Và từ đó họ có cái muốn là hợp tác với mình. Họ sẵn sàng đầu tư cho mình tất cả mọi phương tiện kỹ thuật để mà thực hiện một cái trung tâm giao phả mạnh ở châu Á. Hiện tại có thể nói, trung tâm nghiên cứu và thực hành giao phả do ông An làm giám đốc là nơi đầu tiên dựng gia phả mang tính chất tự phát ở thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm mới hình thành, nhóm bắt tay thực hiện gia phả cho những dòng họ lớn có công với đất nước như dòng họ Phan Công Hớn ở Bà Điểm, Nguyễn An Ninh ở Cần Giuộc sau di chuyển lên Hóc Môn, dòng họ Võ Văn Tần ở Đức Hòa. Tính đến thời điểm hiện tại, trung tâm đã thực hiện khoảng 100 bộ gia phả cho các chi họ của Việt Nam. Ngoài việc thực hành gia phả cho các họ tộc, thì trong tương lai, Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến tới nghiên cứu sâu hơn để có thể góp phần hình thành nên bộ môn gia phả học Việt Nam, góp phần vào việc bảo tồn những giá trị truyền thống và xây dựng dòng họ văn hóa. Khi đi dựng gia phả là chúng tôi dựa vào ký ức của dòng họ, vào cái truyền khẩu. Như thế là chúng tôi phải đi tra cứu ký ức là gì. Thì từ gia phả trở ngược trở lại để khám phá ra những cái vấn đề thuộc về nhân lực lịch sử. Thí dụ như là tổ quán của ông Phan Văn Trị là ở Bến Tre, ở cái xã nào, cái thôn ấp nào, là chúng tôi là cái người cũng thấy được cái đó. Trong khi đó thì cái giới nghiên cứu văn học thì người nói chỗ này, người nói chỗ kia. Chúng tôi hiểu được là cái việc đào kinh ở An Hạ là do có ông Nguyễn Văn Ruộng là như thế nào. Luôn luôn cái đời sống của con người nó gắn với bối cảnh lịch sử, thì chính nó gắn với bối cảnh lịch sử thì nó mới làm nên những cái nhân vật, nó làm nên những cái công trình, thí dụ như là đào kinh này kia, rồi nó sẽ hình thành những cái nhân vật nổi tiếng về nghề nghiệp, về văn học này kia các thứ. Bản sắc văn hóa dân tộc nó thể hiện ra nhiều khía cạnh, trong đó vấn đề gia phả học là có một vị trí rất lớn để bảo vệ cái văn hóa dân tộc, mà văn hóa dân tộc là cơ sở của cái văn hóa dân tộc. Không hiểu cái gia phả dân tộc học mình thì làm sao hiểu được cái văn hóa dân tộc của tổ quốc mình ở đâu, và mình ở vị trí nào trong cái dân tộc mình. Có dịp quan sát và tìm hiểu về công việc của nhóm thực hành gia phả mới thấy hết sự nhiệt tâm và tấm lòng của những người đi tìm nguồn cội. Thank you.
công việc thực hiện gia phả không chỉ đơn giản là ghi chép, liệt kê danh sách các thành viên trong một dòng họ, mà thông qua đó, những biến cố lịch sử của từng gia đình, từng dòng họ và trên hết là của từng giai đoạn xã hội sẽ được lưu truyền và tái hiện. Để làm được điều đó, nhóm thực hành gia phả phải cất công lặn lội khắp các thôn ấp, làng xã để sưu tầm những dấu tích, những di chỉ, những bia bộ hay bất cứ phương tiện nào còn lưu giữ được chứng cứ mang dấu ấn văn hóa, lịch sử và truyền thống của dòng họ đó. Nhiệm vụ của làm gia phả là làm lịch sử gia đình các dòng họ. Mà muốn làm được cái đó thì điều đầu tiên phải tìm được tổ quán và tên của ông tổ. Mà cái này đó, tụi tôi khó khăn, cả dòng họ cũng khó khăn. Cho nên tôi kể vài chuyện cụ thể mà tụi tôi làm được đó. Dòng họ mừng muốn khóc mà tụi tôi cũng vậy. Làm gia phả hội Trương mà hậu vệ là Trương Hòa Bình bây giờ đó. Như vậy là tìm được cái bà Ngô Thị Ba, tức là mẹ vợ của Nguyễn An Ninh. Mồ mả thì con cháu sau giải phóng đã lập mộ bia lại rồi. Rất may cái bia đá vẫn còn nguyên để phần mộ bà Ngô Thị Điểm đó, mà dòng họ không biết, cho nên sao phải sửa mộ bia lại. Dòng họ rất mừng. Dựng gia phả cho Nguyễn Chân Trung thì phát hiện được cái bộ gia phả ở bên cái xã, cái ấp bên cạnh đó của cái họ Nguyễn khác. Khi dịch cái bộ gia phả này mới thấy rằng cái dòng họ này với dòng họ Nguyễn Chân Trung là anh em, dòng họ này là dễ em, dòng họ Nguyễn Chân Trung là dễ anh, thì mới sắp xếp cho cái Nguyễn Chân Trung đi xuống để nhận họ với cái dòng họ kia. Dòng họ kia ở Long An hả? Cũng gần thì trong cái buổi lễ đó họ tổ chức thì nó cũng đơn nó cũng đơn giản, nhưng mà cái tình nghĩa của những người một trăm mấy chục năm hay 200 năm gì đó không có biết bà con với nhau, mà bây giờ biết bà con với nhau bằng một cái bộ gia phả gốc, rất là cảm động. Họ biết nhưng họ rất là mừng. Mà mấy cái gia phả này có mấy cái mà nó làm cho tụi tôi rất là mừng. Ngoài tư liệu của gia đình còn cất giữ, thì việc dựng gia phả phần lớn phụ thuộc vào ký ức và sự truyền miệng của các thành viên trong họ tộc. Trong quá trình thực hiện gia phả cho các dòng họ, một trong những niềm vui lớn của nhóm là có nhiều gia đình hiểu được mục đích ý nghĩa việc làm gia phả nên rất xem trọng và quý mến họ. Nhờ vậy, việc khai thác tư liệu gia đình trở thành những buổi nói chuyện chân tình. Cũng có trường hợp trong dòng họ từng mâu thuẫn với nhau, thì những chuyên viên thực hành gia phả lại trở thành những người hàng gắn, và chính bộ gia phả đã khiến những người họ hàng trở nên gần nhau hơn mà xóa bỏ hiềm khích. Có nhiều cái nguyên nhân mà trong dòng họ nó phân ly, phân tán nha. Khi mình dựng xong cái bộ gia phả, nói rằng ông tổ của anh á là ông này nè, ông tổ của mấy người kia là ông này nè, thì họ ai cũng tôn trọng dòng họ, dù những người nó có những cái khuynh hướng này khuynh hướng kia, họ cũng đều trọng ông tổ người ta, thì từ chỗ đó mà họ đoàn kết. Lịch sử dòng họ làm ra lịch sử dân tộc, cho nên là mình cũng góp phần, mình làm gia phả mà người ta đoàn kết thì được, mình cũng góp phần xây dựng cái lịch sử văn hóa của dân tộc mình, cho nên là tôi rất là mừng, thật sự phải nói là rất là mừng. Từ thời xa xưa, ông cha ta đã có truyền thống tạo dựng gia phả như một cuốn sổ ghi chép tên tuổi, thân thế của những người trong dòng họ để lưu lại lịch sử của tổ tiên mình cho con cháu đời sau. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đã có lúc việc tạo dựng gia phả không được mấy người quan tâm. Nếu mỗi dân tộc đều có lịch sử của mình, thì mỗi dòng tộc cũng vậy. Ghi chép lại lịch sử của dòng tộc mình để con cháu đời sau hiểu rõ về tổ tiên, nắm được nguồn gốc mình đã được sinh ra là một nhu cầu tâm linh của con người. Bên cạnh đó, nhu cầu về một nơi có thể quy tụ những người cùng dòng tộc để cúng bái tổ tiên, ôn lại những điều vinh quang cũng như cay đắng của dòng họ mình, và lấy đó làm điều răn con cháu để những thế hệ đi sau
theo đó mà tiếp bước truyền thống của cha ông. Sinh ra trên đời thì ai cũng phải có nguồn gốc tổ tiên, mà từ gia đình, từ gia tộc rồi mới ra xã hội, mới ra dân tộc. Cho nên cái tự hào dân tộc nó phải xuất xứ từ tự hào gia đình dòng tộc. Cho nên là tôi cũng vậy thôi. Tôi rất là tự hào về cái dòng tộc của tôi. Tôi thấy là các cái triều đại người ta lưu lại sử sách thì dòng tộc rồi nó có hại tôi rất là muốn, nhưng mà không có cái điều kiện. Bây giờ là mới có điều kiện, và tôi cũng đã tích tụ từ những ông bác, mấy bác mà những người hiểu biết về cái gia tộc của tôi nói lại, tôi cũng đã tích tụ, tôi ghi lại. Trước hết là nó có cái lợi là để con cháu nó biết, dòng tộc nó biết rồi không phải lấy nhau, rồi nó trùng huyết thống, nó thoái hóa giống nòi. Thì trước hết là cái đó. Cho nên là tôi hiểu là những ngày giỗ rồi này kia nọ đó là để con cháu nó về nó gặp nhau để biết, hiểu biết cái đó. Thứ hai nữa là để cho con cháu sau này nó biết tổ tiên ông bà nó là ai, gốc gác như thế nào, truyền thống như thế nào, để nó noi theo và nó làm những cái việc có ích cho đời, có lợi cho dân, cho nước. Tôi thấy cái điều mà có thể băn khoăn nhất, xót xa nhất, và có những cái cũng không thể nào mình tái hiện lại được, nó ở ba cái chuyện. Một là cái chiến tranh nó tàn khốc quá, chiến tranh nó ác liệt quá. Có một thời gian cũng quá dài, ta xem nhẹ về vấn đề gia phả, xem nhẹ về vấn đề là dòng họ. Cái thứ ba là cái ký ức. Những cái vấn đề mình yêu cầu đáp ứng cho bộ gia phả thì còn rất nhiều quên mất. Cho nên bây giờ cái tới ông tổ đời 1 ở Nam Bộ này, tới ông tổ thứ 11, 12, ông Sơ, ông Sờ gì đó là chót rồi. Tới miền Trung thì 14, 15 gì đó, tới miền Bắc thì 24 gì đó. Còn trên nữa là ai? Tại vì không có gia phả, không có gì đó. Cho nên cái đó là cái băn khoăn nhất của cái ngành gia phả, băn khoăn nhất của vấn đề nghiên cứu dòng họ. Việc tạo lập gia phả để ghi nhớ công đức tổ tiên cũng là một cách để mỗi con người nhận biết được giá trị của chính mình khi là một thành viên, một giọt nước trong dòng sông, một nhánh lá trong cội rễ của dòng tộc mình. Và đó cũng chính là tâm thức của các thành viên Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả Thành phố Hồ Chí Minh, những người đi tìm dấu tích của cội nguồn, và họ vẫn tiếp tục cuộc hành trình đầy ý nghĩa.